Hoạt động suốt 36 năm, nhưng Học viện Matsushita chỉ đào tạo 260 viện sinh. Trong số đó có 44% thành chính trị gia có tên tuổi như Thủ tướng Noda Yoshihiro, nhiều bộ trưởng, nghị sĩ khác và hơn 80 doanh nhân thành đạt. Những kinh nghiệm đào tạo đã vừa được chia sẻ với 200 doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh trong buổi hội thảo vừa tổ chức sáng nay với sự tham gia của ông Furuyama Kazuhiro, giám đốc Học viện Matsushita. Học viện mang tên ông Matsushita Konosuke là một doanh nhân thành đạt, cha đẻ của thương hiệu National Panasonic. Ông xuất thân từ người nghèo khó nhưng với lòng kiên trì, nhẫn nại, tự tin, bất luận trong trường hợp nào cũng không thể để mất lòng tự tin. Học viện Matsushita ra đời với mục tiêu đào tạo nhân tài cho nước Nhật. Tiếng tăm của Học viện Matsushita đã nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều đoàn đến tham quan học tập phương pháp giảng dạy của học viện bằng hình thức tham quan trao đổi. Đại diện học viện đã chia sẻ những phương pháp đào tạo lãnh đạo có hiệu quả cao của Học viện Matsushita, kết hợp tạo cơ hội giao thương giữa doanh nhân Việt Nam và doanh nhân Nhật Bản.